Cây cam ngọt của tôi, chiếc vé quay về tuổi thơ ý nghĩa. Bất kỳ ai trong mỗi chúng ta cũng đều có ký ức tuổi thơ của riêng mình, bao gồm nhiều kỷ niệm buồn vui và chan chứa nhiều cảm xúc. Cuốn sách Cây cam ngọt của tôi là một trong những quyển sách sẽ cho bạn một chiếc vé quay về tuổi thơ đầy, xúc cảm với những hồi tưởng về thời thơ ấu đầy áp kỷ niệm và câu chuyện của những con người nơi xóm nghèo. Để tìm hiểu chi tiết về nội dung quyển sách Cây cam ngọt của tôi, bạn hãy cùng Annie Book tham khảo bài viết sau nhé. một tác giả quyển sách cây cam ngọt của tôi José Moroje Vasconcelos. Cây cam ngọt của tôi là cuốn sách nổi tiếng đã làm thổn thức hàng triệu trái tim và rất được nhiều độc giả yêu thích của tác giả José Moroje Vasconcelos. Ông là một nhà văn người Brazil, sinh ra trong một gia đình nghèo vùng ngoại Rio de Janeiro. Tác giả đã phải trải qua quá khứ nhiều trải nghiệm vất vả với nhiều thứ nghề để kiếm sống. Chính những trải nghiệm đó đã giúp tác giả Jose Moroze Vasconcelos trở thành một nhà văn nổi tiếng thế giới với tài kể chuyện, trí tưởng tượng và trí nhớ thiên bẩm tuyệt vời. Moro bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình vào năm 22 tuổi, thành công với cuốn tiểu thuyết đầu tay có tên Banana Brava. Ngoài ra, tác giả còn rất thành công trong vai trò diễn viên điện ảnh và biên kịch. Tác giả quyển sách cây cam ngọt của tôi, Jose Moroze Vasconcelos. 2. Nội dung chính của quyển sách cây cam ngọt của tôi. Ở chương đầu tiên, tác giả sẽ đưa người đọc vào câu chuyện tuổi thơ đầy trí tưởng tượng của cậu bé 5 tuổi tên Jace. Jace là một cậu bé thông minh, tinh nghịch và có ước mơ trở thành nhà thơ cổ thắt nơ bướm. Jace sinh ra và lớn trong gia đình nghề có 6 thành viên, dựa vào từng đồng lương của mẹ để sinh sống qua ngoài. Vì cái nghèo nên cậu bé không có thời gian gần gũi bên gia đình. Đồng thời, Jace cũng có suy nghĩ già dặn, chín chắn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mặc dù sống thiếu thốn về vật chất nhưng bên trong Jace luôn giàu trí tưởng tượng cùng với một trái tim yêu thương. Cậu bé tự tạo ra một thế giới đầy màu sắc và đầy đủ giống như an tóc đỏ bằng cách nghĩ ra ác trò chơi vui vẻ và tự tận hưởng nó. Thậm chí là cậu bé còn chơi khăm cả bạn bè và những người hàng xóm. Nội dung chính của quyển sách cây cam ngọt của tôi. Chính vì điều đó, mọi người trong gia đình đều nghĩ Jace là một đứa trẻ không ngoan ngoãn, đặc biệt là chị gái Gloria. Khi đọc đến nội dung này, Chắc hẳn mỗi bạn đọc đều nhớ về ký ức tuổi thơ của riêng mình và trong chúng ta ai cũng đều có một lần giống như Zez, có chút quậy phá, ương bướng, ngây thơ của trẻ con. Kể từ chương 3, người đọc có thể thấy được sự thiếu thốn vật chất đã làm cho đứa trẻ 5 tuổi lớn lên nhiều ở trong tư duy. Với trí tưởng tượng phong phú, cậu bé đã biến vườn tược trong nhà thành rừng rậm Amazon và châu Phi. Cậu có một em trai tên là Louis và cậu chăm sóc em trai của mình như một vị vua, chẳng hạn như đưa Louis đi thăm vườn thú và sông Amazon trong trí tưởng tượng của mình. Đồng thời, Jazz còn nhường các món đồ chơi để dỗ em. Qua chi tiết này, bạn đọc có thể thấy rằng cậu bé này rất biết cách quan tâm đến người khác dù không được mọi người quan tâm. Jazz hiểu rằng bản thân không được chọn gia đình mình sinh ra nên đã biết cách chấp nhận, vui vẻ với những gì có trong hiện tại và nỗ lực cho những ước mơ của tương lai. Cây cam ngọt của tôi. Cậu bé chuyển đến nhà mới Trước sân có nhiều cây già nhưng Jez chọn làm bạn với cây cam và đã gọi nó là Pinky nghĩa là bạn yêu. Jez đã bộc bạch hết với cây cam những suy nghĩ trong lòng nên cây cam đã biết tất cả mọi thứ về cậu. Trong khi đó gia đình không giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ mà là những trận roi đau đớn. Chính vì điều này Jez suy nghĩ mình không đáng có mặt trên đời và đôi khi còn nghĩ về cái chết. May mắn thay vào cuối chuyện cậu bé này đã gặp được người đàn ông bồ đào nha đầy ấm áp và giàu tình yêu thương. Lúc này thế giới của Zeus đã ngập tràn niềm vui trở lại. Ông Bồ Đào Nha không chỉ lắng nghe, cho chuyện mà còn dạy dỗ và có hành động chiều mến dành cho cậu. Từ đó, cậu bé phải cởi lớp vỏ vô tư, mạnh mẽ để bộc lộ sự yếu đuối và khao khát tình yêu thương. Sau khi đọc xong quyển sách Cây Cam Ngọt của tôi, bạn sẽ thấy rằng tác phẩm chính là cuộc chiến thu nhỏ diễn ra ở chốn tận cùng, nơi con người chống lại sự tàn nhẫn của cuộc đời để bảo vệ lấy sự ngây thơ của thế giới. Đồng thời, bạn còn đọng lại cho mình một chút ngọt, một chút chua, và một chút đắng chát nơi cuống họng trong dư vị kéo dài. Mặc dù câu chuyện được diễn giải theo lối tự truyện với giọng văn mộc mạc nhưng lại rào rạt cảm xúc, có tính giáo dục cao và để lại nhiều bài học sâu sắc trong lòng người đọc. Sách cây cam ngọt của tôi 3. Nhận xét sách cây cam ngọt của tôi Cây cam ngọt của tôi là một cuốn tự truyện về những hồi ký tuổi thơ của chính tác giả nên có sức hút và tính chân thực lai động độc giả. Câu chuyện được xây dựng rất thành công, sinh động cho người đọc nhiều góc nhìn khác nhau về tuổi thơ. Sách kể một câu chuyện cảm động, đau đớn nhưng đầy yêu thương. Nếu con người dành đủ tình yêu thương cho những người đang cần thì những niềm đau cũng sẽ nhanh phai mờ. Cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn nếu chúng ta thấu hiểu được những nỗi đau của người khác và trao đến đến những người thân xung quanh mình tình yêu thương chân thành. Từ những người hàng xóm thân thiết hay từ bông hoa cam trắng trong vườn đã xóa nhòa đi màu đen bất hạnh trong gia đình, từ đó mang lại tình yêu thương cho con người. Đồng thời, quyển sách còn nhắc nhở người lớn về cách nuôi dạy và quan tâm đến trẻ con. Vì tâm hồn của trẻ rất nhạy cảm, không nên dùng bạo lực để nuôi dạy trẻ mà thay vào đó là những tình yêu thương và sự chia sẻ. Ngoài ra, cây cam ngọt của tôi còn gợi nhớ trong suy nghĩ người đọc những ký ức ngọt ngào, vui vẻ và thân thương, với những chuyến phiêu lưu kỳ ảo là những kỷ niệm đáng để ghi nhớ. Nhận xét sách cây cam ngọt của tôi. 4. Lời kết. Quyển sách cây cam ngọt của tôi như một chiếc vé miễn phí cho bạn quay về tuổi thơ giúp bạn sống lại những kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu. Qua đó Tác giả muốn truyền tải thông điệp rằng hãy để những đứa trẻ được sống trong tình yêu thương, để không làm tổn thương những trái tim non nớt. Đồng thời, bạn đọc sẽ càng thấu hiểu hơn về những đứa trẻ luôn khao khát yêu thương và được yêu. Đây là quyển sách thích hợp với tất cả đối tượng người đọc từ người lớn đến trẻ con.